Đến lúc xây tường là Thắng Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thông bác, hôm nay thì có lẽ là ông Sò đã chọn được một cái ngày đẹp rồi. Và hôm nay thì mấy anh em thợ đang xuống cái điểm mà đào nền rồi các bác ạ. Và trong thời gian qua thì xin cảm ơn các bác rất là nhiều đã đồng hành cùng cho lực để mà đến ngày hôm nay thì ông Sò được đào nền rồi các bác. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cho lực đi xuống nền nhà của ông xem là mấy anh em thợ đã đào nền tới đâu rồi các bác nhé. Cũng thưa với các bác rằng là hôm nay thì là ngày đẹp ấy, cho nên là mấy anh thợ sẽ gọi là như động thổ qua một chút thôi các bác ạ. Đấy, còn công việc để mà vận chuyển vật liệu đấy thì cho lực sẽ vẫn lấy vật liệu vào tập kết ở trên kia hết rồi thì sẽ cho mấy anh thợ là vận chuyển vật liệu hết đã, vận chuyển vật liệu đến cái nền nhà rồi thì mới bắt đầu là làm nhà. Hôm qua thì cùng mấy anh em thợ là hẹn nhau rất sớm các bác ạ. Tại vì là một tí nữa mấy anh em thợ cũng hình như là đi làm đám ma hay sao các bác ạ, cũng không có được ở nhà. Quê đâu rồi mày? Ôi, chào em. Ai? Ôi, ông Sò đâu anh? Ông Sò đi lấy cỏ cho trâu. À, lấy cỏ trâu à? Làm lò nướng anh phòng đi. Mạnh rồi. Này, biết. Mẹ sang nhà bà. Lấy được góc vuông hết chưa anh? Có. Góc vuông nào á? Ừ. Hôm qua anh bảo là anh mua cái dây kia là dây đâu? Cái dây không phải là dây thì anh lấy cái gì? À, lấy loại này thôi à? Em tưởng anh mua loại anh đi nhà bà mua cái loại dây làm giáo kia gì, cột giáo kia gì, nó sẽ to to ấy. Cái dây kia thì kéo thế nào được hả em? Sao không được, cái dây chỉ như là đào móng cái dây này thì đo xong là bây giờ là phải đào một tí anh. Hôm nay là ngày đẹp của bác ạ, cho nên là mấy anh thợ là đi vào và lấy góc vuông và sẽ đào qua một chút thôi cô bác, chứ không đào xong hết cái phần đấy. Rồi làm xong vật liệu chưa về hết thì cứ đào một tí, đào một ít xong rồi hôm nào mình chở gạt về thì hôm nào nó hết thì không đủ ngày thì đào tiếp thôi. Nhưng mà bây giờ đào nếu mà mấy đứa chưa kịp làm cho cái toàn nước rồi. Hôm nay trời ngày đẹp thì về đào một tí thôi, còn chỗ này mình bây giờ ngày đẹp mình đào, hôm nào mình đào cũng được. Vâng. Để các bạn đào hết rồi, không vật liệu cũng chưa vào, trời mưa phát thì nó lại nước trong, mai kia vẫn cần làm lại. Thế có thể là trong lúc đang nhìn là làm cái phần dây căng lên quá, khi mà đào nền có vẻ trong rất là hẹp đấy, nhưng mà khi mà hoàn thiện ngôi nhà rất là rộng. Như ở nhà em xử các bác, lúc đầu mà mới đào xong cái phần nền ấy, cái lực đào phần móng xong ấy, cái lực nghĩ là nó hẹp ấy, nhưng mà sau khi mà làm lên ấy, đi vào nhà rất là rộng. Bây giờ mai kia là em cho gạch vào nhé. Mai có gạch rồi. Mai có gạch à? Vâng. Chắc tối mới vào. Nó đến tối rồi, tối thành mới vào được. Ngày kia em thấy mới được chở. À. Ngày kia chở. Đến ngày kia mới được làm xuống đây. Hôm qua vào chưa kéo dây điện, kể nó được cuốn để trên nhà mấy thì hôm nào lấy tơi vật liệu xuống hết đó. Hôm nào ấy tháo đi thôi.
là tháo đi tháo lại. Ủa? Là muốn kéo thử. Kéo thử luôn. Bao nhiêu mét cho này xuống? 100 mét đấy. 100 mét còn thừa không? Đến nơi kia không? 100 mét các chú nữa mà. Dây cáp kia có 130 mét có tối. Hôm qua anh mua cáp có 130 mét rồi. Còn không đến đây đấy. Từ từ kia xuống á? Ừ. Từ trên nhà quyết là 100 mét zin khít kín thế này luôn à? 100 mét là zin khít luôn, như thế luôn. Vừa lên luôn. Như thế nào luôn đấy. Nhưng mà cái dây này thì nó cuốn nhiều. Đấy, nó cuốn ở trên trên cây nhiều, nếu mà mình đến cái gốc cây kia thì bên đấy chắc mà 130 mét chắc cũng tới nhỉ. Không, đây nó đến cái chỗ mà để xe thoải mái anh ạ. Không, bảo cái dây cáp là 130 mét đây, cái cột cây kia tới từ trên xuống à. Từ chỗ để xe với anh. Ờ. Ta bên này có tí bên kia có mấy cây sa mộc to to ấy. À. Thì có hai cây sa mộc đứng ở đấy để làm cuột để giữ cái cây tháp tẩu kia để từ xuống à. 130 mét sợ không đủ ấy. Không quay không biết lấy thêm mấy 150 mét luôn. Thế cho nó dài ra. Dạ, thì okay. Cái dây này 100 mét là các em lấy quấn ở đây rồi lại buộc ở trên nhà phải không? À, nó rất là lâu. Còn ở trên thì mình cứ thẳng đường trên bay xuống thôi. À. Từ lá mấy mai cái gạch nó vào em bảo cho sát xấu vào rào cùng vào cùng gạch luôn nhá. Có. Thì mới có đấy, mới có tơi xuống. Sát xấu vào cùng luôn. Không là không dùng tơi là trở xuống là chắc là chết ốm. Đấy các anh bảo là cần sắt sấu thì là lấy sắt sấu vào cho các anh trước. Thì thế sau này mình khỏi phải nắn nữa. Mình tơi là nó thẳng à? Thẳng luôn đấy, bắt buộc là kéo cho thẳng đấy. Kéo từ trên này thẳng xong treo cái dòng dọc vào thì thả xuống mà. Khoảng một ngày xong rồi mình cắt cái đoạn thẳng ra, xong rồi mình kéo lại, xong rồi mình buộc lại, xong rồi mình lại tơi xuống thì nó rất là thẳng. Vâng. Đấy. Bởi vì ở đây thì nó mình muốn lấy cái máy về nhưng mà lấy nắn thì cũng trở về cũng khó. Cái này là vẫn theo hôm nọ nhá, anh vẫn theo hôm nọ nhá. Vâng. Không thay đổi gì đâu nhá. Vâng, vẫn theo hôm nọ thôi. Nhà này thì anh em mình đã thay đổi gì đâu kìa. Nếu bây giờ phần móng thì không thay đổi, nhưng mà nếu mà sau này mình làm lên thì thay đổi sau. Phần móng của anh là vẫn thế luôn đấy. Vâng. Đây là hai cái phòng ngủ đây. Vâng. Thế nếu là cái phòng ngủ này anh vẫn phải là để sát hết rồi nhá. Có chứ. Cái này vẫn phải chạy dầm hết chứ. Chạy dầm hết cả như là bên kia không có nhỉ? Bên này cũng có đấy. Bên này có. Của nó của em có nó. À có muốn công cũng đây. Không có nhà vệ sinh là có nhỉ? Ừ. Cái này nếu mà thu được thì làm cái nhà vệ sinh này hè một tí. Được. Nhà vệ sinh nhá. Ừ. Thì rút lên tầm khoảng 10 phân. À. Ví dụ như là 10 phân thì cho nó cái này cái nhà vệ sinh hôm nọ của em là 2m 2m đúng không? Vâng. Đây. 2m 2m. Nó là 2m 2m đây thôi. Vâng. Đấy. Nhưng mà nhà vệ sinh thì nó cũng thỉnh thoảng nó vào thì nó cũng ít, chủ yếu là cho 2m 2m là cái này là cái chỗ cái này từ bên kia đấy là 2m rồi anh. Đúng rồi, 2m tầng... đấy. 2m như thế thì nhìn ở trong xuống 2m còn của em là chỗ này là của cái nhà vệ sinh này là anh nghĩ là hơi hẹp đấy em ạ. Trên này mình cho đúng không? Đâu, nó hẹp. Nhà vệ sinh này. Bên ngoài. Đây này. Bây giờ mình phải giật vào bên trong hết. Cái chiều này 2m, chiều này 2m. Đấy thì cái con này còn có một cái bồn nhà vệ sinh ở đây nữa này này. Đúng không? 2m thì cái bồn nhà vệ sinh mình chỉ làm được tầm độ là này, có cái bồn nhà vệ sinh nữa này. Bồn rửa tay thì nó giờ là tầm độ 50cm thôi. Còn là cái bồn ấy thì cũng gọi là cũng vừa zin luôn rồi. 50cm rượu có hạn. Có một biên được không? Nếu dạ. Như đây. Như nhà vệ sinh ở đây thì 50cm thì nó rất là hẹp nha em nhé. Cái bồn rửa mặt đấy. Không, cái bồn rửa này đây là cái bồn rửa tay thôi mà. Nếu mà bồn rửa tay thì nó đặt vào biên mép biên dài thì được thu bên kia ra bên này một tí có được không? Đây này. Đây hướng cái cửa nó là vào đây đúng không? Ừ. Cửa nó vào đây thì đi thẳng là chỗ bên kia là rửa tay, bên này là tắm ở bên này, hướng cửa là bên này đúng không?
Hướng cửa của em là bên này. Hướng cửa ở bên này, nó ở phần phòng khách đây, đúng không? Đây này. Hướng cửa của em bên này. Đúng rồi. Hướng cửa là vào bên này. Nhà tắm là ở đây, còn nhà. Đúng rồi. Không, bây giờ là cho vào là vừa bước vào là một cái bồn rửa tay này. Xong là đến cái bồn to lên, xong là đến ra kia để tắm. Cái cửa ra đây thì bồn rửa tay đặt bên này. Nhà vệ sinh ở bên này. Nhà tắm là ở đây đấy. Còn nó rồi. Tắm là bên này, còn vệ sinh là hay là vào bên này đi. Cho nó dụn vào một bên đi, thì một bên để tắm. Đây thì, đây này. Bên kia là để tắm thôi. Bên này là nhà vệ sinh này, xong rồi cái bồn rửa tay đây thôi. Đây. Thì lấy cái bồn nào mà nó vừa nó tận dụng thôi, còn bồn to quá thì thôi cũng... Cũng gọi là đây thì mình dùng cái gia đình sinh hoạt thôi, chứ không phải là mình dùng ở nơi công cộng thì ra là mình không cần phải to mấy. Ông vừa đi lấy cỏ cho trâu về à? Vâng. À. Sáng ơi, dậy sớm không nhỉ, sáng nay? Dậy sớm đấy. Mặt mũi là dính hết cái gì đây không? Như là đậu phụ ấy. Được ngô non này, cho con lợn, làm cám lợn. Làm ngô non làm cám lợn à? Nước nó bay về. Vâng. Ông gửi một lời chào tới các bác ạ. Chào các bác, các chị à. Không. Đến lúc xây tường là đến lúc xây tường là mình thì bây giờ mình đào móng từ đây ra đây thì vào đây 10 phân vào đây 10 phân thì cái tường mình liền ấy nó đứng vào đúng ở dưới. Đúng ở dưới luôn. Thì kể cả bên này cũng thế. Bên này lúc nãy lấy sang bên này 10 mét, sang bên kia 10 phân. Sang bên này 10 phân thì nó sau này mình xây ở dưới đây. Thì mới tường của nó là lên đây rồi. Nó ở dưới luôn đấy. Bởi vì là bây giờ nhìn là ở trong đấy nó bị hẹp, nhưng mà lúc mình xây ra ấy, xong rồi mình mới thu cái tường vào trong thì thu cái tường vào thì mới rộng được. Bây giờ mình phải đào to hơn để mình làm móng ấy. Đấy, nó phải mỗi biên là nó phải ra tầm khoảng 10 phân thì mới đủ 20 phân, 20 phân thì mới đủ. Đây lúc nào mình xay ấy thì xay ở dưới luôn. Xay ở dưới đây từ đây lên thôi. Lúc xay từ đây lên thôi. Đấy, chỗ này là 10 phân, đây là làm móng để chống, còn sang bên này mình đào vào bên trong này nó sẽ có thể có móng. Mỗi bên là có móng, hai bên là mình lên 10 phân, mỗi bên là mình có 5 phân hoặc là 6 phân chẳng hạn. Nó to hơn một tí chả sao cả móng ấy. Vâng. Đằng nào sau mình nó càng to thì mình làm được to nó quan trọng hơn. To hơn thì sau này mình xay cái trên nó mới là chuẩn thôi nhỉ. Chỗ này là zin kít luôn. Nó zin luôn à? Và tận cái phần là đất mượn này một chút rồi kìa. Chỗ này cũng không nó chỉ mặt trên một tí thôi. Mặt trên cái phần dưới nó vẫn là đất mượn nhỉ. Đấy, bây giờ là cái đất chính của nó là đến đây rồi. Chẳng qua là cái mặt trên, còn mặt tít dưới là cũng là đất chính thôi. Cái này thì bên này mới là đất mượn, nhưng mà sang bên này là không có ngọn. Nếu mà đào được trong này vào sâu một tí, mở 1 mét nó thì cái này cũng được. Cái này có một chỗ này sau này nó xếp đào. Là sâu 1 mét thì cái kia phải sâu hơn thì nhà mới vuông. Đúng. Nhưng mà giờ không đào được thì bắt buộc không phải thế. Vậy nhà hướng nhà của ông thì không để được ngang này, có bác này phải nó phải chéo chéo một chút để mà đi hướng cửa ra bên kia. Ông nào thì ông có gọi thầy là ra xem rồi. Thành ra là ngôi nhà nó sẽ hơi kiểu lạch sau cái này một chút cô bác ạ. Nhưng mà làm như thế này thì mấy nữa là ông phải kè lại dưới thì mình có đường với ông ạ. Chắc chắn cái này cái thử này phải kè. Kè nếu mà không kè thì đổ đất đổ đá nó nâng lên cũng được. Là sau này nó có đường vậy à? Có đường đi. Sau này kể cả cái thử dùng bé này không làm cũng được. Thì có phân thì để bên kia cho nhiều một tí nó cũng lên thôi. Hoặc là làm sang bên kia, sang bên này một tí thì bỏ chỗ này. Chỉ làm mỗi cái mương nước đi thôi. Kể cả cái mương nước không đi được, nó chỉ lắp một cái ống nước đi là được. Nước này cũng bé thôi. Còn về phần trước mặt đây thì khoảng sân khá là rộng của bác ạ. Sau này thì mái hiên nó sẽ đô ra tầm độ 1 mét là đến tận đây này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Để đào hết chỗ này xong máy mình đo và làm xấu được. Cái này bây giờ em nghĩ nếu mà ấy ra còn phải tháo ra đấy chứ không là mạnh ở đây nó còn kéo ra hình đi ấy. Vâng, không sợ. Nó tháo thì nó đằng nào mình bây giờ cắm mình đào góc xong rồi mình sau này mình cắm lại góc. Sau này vẫn phải cắm lại mà chẳng qua hôm nay đẹp bên về cắm như thế thôi. Mẹ bây giờ mình vật liệu chưa vào, chở vật liệu vào, mẹ chỉ con nó chả nhổ mấy cái cọc này, sợ đến hôm các cọc nó còn ở đấy. Hôm nay cũng là đang bận đi đám ma. Hôm nay qua là dành một lúc thì hôm nay cùng các anh thợ là hẹn nhau rất sớm luôn các bác ạ. Nhưng mà hôm nay mà mấy anh thợ không bận ấy thì là mấy anh thợ sẽ gọi là đào, gọi là cho nó đồng độ tầm 50% các bác. Đến nay ngày đẹp cho nên là bắt buộc là phải khởi công một chút cô bác ạ. Bắt đầu gì đây? Không bán được. Làm ấy ở trong hát dí này thôi. Họ là ông vứt cái tí có tiền rồi con. Sau cả cái cốc tiên con nó phải thưa trong mắt đi này đi. Văn đại đó không đẩy nó còn là văn trong lớp. Thế một tí là các anh là đi tận đâu để mà trong làng phía dưới này trong làng à? Ta hạ lớp ta hạ. Qua anh gọi bảo là 5 giờ ấy. Mẹ cuối cùng mái xấu dưới thêm một mặt nữa nhỉ. Xấu dưới đó bây giờ xem hộ cái. Xấu dưới đó. Ra đây đã được từng 30 phút rồi. Anh tính quán đường từ trên kia xuống à? Đúng 6 giờ dậy nhưng mà từ quán đường từ trên kia xuống à? Anh chắc mới xuống trước em mà căng xong dây nữa, lấy xong ốc vuông nữa. Thì không? Anh xuống đây 5 giờ đấy. Cái góc vuông này nếu mà không biết lấy rất là khó đâu các bác ạ. Căng này xong rồi bên kia lại dài hơn, bên lại dài hơn. Má sao bé em về chọc xong rồi? 5 giờ ở bên đây. Bỏ anh Phong còn thì ngủ. Đấy, thấy chưa? Chú Tóa là 5 giờ thì chú Tóa bên đây. 5 giờ chú Tóa bên đây. Nhưng một tí nữa cả cái phòng có đi luôn đấy không? Có chứ. Thế là cắt ra bây giờ lấy cắt ra bây giờ là cứ lấy như thế đó. Tạm tạm thế là anh lúc nào mà làm mà gần hết chỗ này thì lại lấy thôi mà. Không, chỗ này thì mình xay rồi. Được. Sau này mình sàng thì mình lấy sỏi đó. Được rồi. Đổ móng với là sau này thì mình còn hôm nào nó không đủ thì mình về lấy thì mình lấy luôn cắt cắt luôn. Vâng. Bây giờ vật liệu vào đến đây là tiến hành nói. Vâng. Đang tập kết vật liệu độ tầm là một tuần nữa. Sang sang tuần sau thì có thể là các anh được xây rồi. Đây ông thì vừa rồi là đang đi cho lợn ăn một chút các bác ạ. Hình như là chưa ra đây được. Đây đào nó sâu luôn này. Cứ đào qua vào một lớp thế đó. Để có hướng chạy nó. Vâng. Có đi gì đâu này à? Nào bảo tốt thì chả lay đi nữa cái đấy. Tốt lay đi thì bán đâu đồ già lên. Nào nào ăn máu ấy rồi tôi vẫn lo đồ khẩn nữa. Đồ nên nữ nên mình chặt theo khẩn. Thấy tùng cả chặt theo lên nào tổ bán đâu. Đồ móc bằng tiền nào tôi tháo nào ra tôi vẫn lấp phải đi chín luôn này. Mình tiên là người ta ấy nhỉ. Đừng có đùa, bóng này dưới này có đá đấy.
Này nó giờ nó ở thằng dạng làm như đất đá một tí anh nhớ này, nó sắp chưa đánh cát rồi. Bóng này làm mà sẽ bị ông chọc mới được cái này, ông không chọc được xuống cái này đúng lắm. Hả? Này là gì mà không hiểu? Tao không hỏi gì? Tao vó hả? Lấy gì rồi? Tiên sinh tàu báo không? Văn đấy quá hả? Thế văn nào thả lại ba gì? Thế văn nào thả lại ba mà? Chú sư làm thả lại không? Mà nào? Ồ nâng phân ở đây chứ hả? Cho mờ nâng một phân á, một phân mới cho thủ hố cầu nữ cho nâng cầu tơ của em hãy nhờ cái thét nhập hả? Nó đi cử ẩn đến chì tơ một thú phải cứ ẩn ẩn nữ gom mi ẩn tơ gom mi lặng tài ẩn lặng áo khu ẩn tơ tới quả cho hốc thỉ ế chứ mẹ ẩn ế kết đúng mà ẩn phân dù lê hốc lê cho phạt mình cây ổ ốc lò nó chá gà áo hốc lê lưu mơ chá ẩn phai bộ hốc lê mơ bộ bò lê bê bào ẩn phai chuyển ẩn phai mà thầy nó cắn như này chứ có lẽ bị chìm ăn phai mà này ý giả như lăng ngàn màu nhung đấy. Mô hai đi ôm chơi đi 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 chơi khâu dài lẹt mà lố lọ được ngọt đấy lố nữa ấy lẹt mà xi ba chủ khoang đây chủ phải khơi lố nó đó là mày tôi đan răng rồi đấy đan mà nó chúng đan răng cả đó họ là đan đan răng à đan thì đan cái bên phẩu bên phẩu rồi ồ cái tiền đồ hót xấu lên đan cái dầm tôi bị dầm mấy chân ấy chú dầm móng chân ấy chú cái cột này thì sẽ bỏ cột này thì sẽ không làm nữa chỉ gọi là làm cái phần móng nó chắc thôi và nó đến tầm mà hai mét mấy thì để sát được như kia được anh cứ cho lên 2m7 2m8 tầm đấy thì mình lấy sắt bao nhiêu ở trên kia thì nó hợp anh sắt 8 đi sắt 8 á sắt 6 cũng được rồi không hay là lấy cái dây phi sắt phi để chạy đi nhỉ cho thì do lại tốt quá lấy phi sắt phi ở phát là sắt phi cái phần răng đó này phân móng bên dưới mình chạy 4 thanh vâng còn bên trên thì mình chạy 2 thanh rồi vâng sắt phi còn tốt 2 thanh cho 2 c vào cũng được cái gì kẻ mà theo là cái gọi là đây là thêm là 2 cây kia là 2 cây là 4 cây chắc là nó ở tầm độ là 6-7 cây đấy nhỉ 6-7 cây không đủ bên này 2 cây thêm 6-7 cây ấy, chứ không phải là 6-7 cây 2 cây, bên này 2 cây thành 4
Mỗi cây của nó là 11m70 hay là 11m07 nhỉ? Ừ. Đừng nhớ mấy. Nguyên cả hai đường này đã biên này 4 cây nhé. Bên kia 4 cây, 8 cây. Cái chỗ kia thì một cây cắt để cắt đôi được không? Còn cái này còn cứ một phi của nó cắt được 2 cây. 2 cây. Ờ, cái cả 1. Cây là đâu 8 9 10. Thế là đi 12 cây rồi, 10, còn 13 14. Đã đi 15 cây rồi. Đi 15 cây cái phần 15 cây phần móng. Phần móng, còn thêm là độ tầm là 6 cây. Bên trên 2. Là 6 cây. 6 cây. Dưới này em lấy số gì? Vẫn phi 14 à? Sao 14? Phi chắc tầm phi 12 thôi nhỉ? Hay là phi 14? 6 cây. Phi 14 thì em cho phi 14 là 6 cây. 7 cây mới đủ. 7 cây à? Thêm 7 cây mới đủ. Bởi vì cái mình lấy khóa ở trên ấy. Mình xây xong ấy được 2m7, 2m8 là mình để trên thu, bắt đầu chuẩn bị thu ấy, mình để sát xong rồi mình đổ một lớp bê tông, đổ sát ở trên đấy thì mình xây nữa, thì mình chỉ mỗi thu hồi để khó ở trên. Khó tường lại đâu. Khó tường. Xong rồi mình lấy thu hồi lên. Sau này đào phải đào vuông như này luôn. Xỉu cua vắn xong mới đổ. Lót ở dưới xong mới đổ bê tông cho sát vào xuống, đổ bê tông lên. Nguyên đàn. Trước đợt em làm nhà trên hồ sán nhỉ. Dưới đây lót một lỗ, lót một lỗ gạch nhá. Phải lót chứ, bắt buộc phải lót chứ. Con lót mày kia sát nó chóng ở đất lên nó chả gì à? Không. Nhưng anh đổ lên chứ. Mình đã đổ để dầm xuống, hạ dầm xuống thì phải lấy đá kê ở dưới lên, xong rồi mình đổ phần bê tông nó ở xuống dưới nó tầm khoảng là 10 phân. 10 phân. 10 phân đấy. Vậy gọi là phải kê gạch. Ở phần dưới nó là lót. Lót bê tông. Đó là bê tông. Càng tốt hơn nữa. Gạch đổ lót cho sát xuống. Đổ ở dưới, để ở dưới này cũng chả có tác dụng mấy đâu. Chủ yếu là bê tông mình dày ở dưới tầm khoảng là 10 phân, xong rồi mình lại có cái đậm sắt, mình biết là người làm mình có thể. Làm sao gì ở bên phòng mình có phải đặt hẳn xuống đất đâu? Không, mình phải kê lên chứ. Mình kê lên được tầm 10 phân xong là mình đan xong mình kê chứ. Đổ ấy rồi. Nếu mà không kê cho không nhấc dầm nặng không phải đổ lót dưới một lớp xong mới hạ sát xuống. Nếu mà không đổ lót ở dưới lên thì mai kia sắt nó đất kia lên chả gì à? Đúng không? Chứ phải có một lớp chứ. Thế cho thêm một lớp gạch dưới à? Mình đổ lót đây này. À. Mình đổ lót rồi thì không phải cho gạch nhỉ? Không cần cho gạch nữa à? Mình đổ lót đây. Sáng hôm tao còn non như thế nè. Như thế là không thích nhất sân ma cho. Chúng ta làm mấy cái tàu với tàu vẫn chưa làm. Cần. Đi. Thế rồi. À, và là được cũng có mà sắc sạch dậy một xuống thì nó cho dài. Ừ, thôi làm sao ngồi bà nào. Vẫn là cái chuyện. Nghe không? Cho tụi bà nó làm ở đây, cái tập cái mà ta có nó xài bên này. Đẩy cái nó. Ừ. Ê. Đấy. Rồi bây giờ
mà anh em gọi là cứ đào xong, đào gọi là cái này gọi là được tầm 50%. Xong rồi đến lúc mà đi vào làm thì sẽ là đào kỹ hơn. Hôm nay thì chỉ gọi là cái ngày đẹp là ngày gọi là mình khởi công trước rồi các bác. Nhưng mà nhìn lúc mà đào móng thì có vẻ hẹp, nhưng mà lúc mà mình xây tường lên đấy, hoàn thiện lên là rộng hết anh ạ. Bên này, u bên này, để vào giữa. Như bạn nó lấy tiền thằng thằng ấy lấy mà lấy tiền á. Tiền này không? Mà rồi đó nà ấy chứ không? Xin. Đây cho nà luôn nè. Đấy, cái hướng cửa này sẽ đi theo cái sợi dây đỏ đỏ này các bác này, hướng cửa ấy. À, sau này là nếu mà bàn thợ là sẽ để chỗ này này các bác, để đúng cái hướng cửa này luôn. Giờ bỏ về phòng tối nay. Phòng nhỏ không có sụp khá mơ. Để thầy nhá, tụi ông sò cũng chạy tên. Nhưng các thợ các bộ này. Nhưng mà đây nó dê phải không nào? Không chơi mày nào? Nửa thôi. Ôi, không bắn luôn á? Đào đi, đằng nào cũng làm tí để cho nó ra mồ hôi một tí. Dạ. Các chú bị đổ to không? Nhưng mà dùng chân. À, chờ gặp đồ ma đâu. Chờ gặp linh ma đâu, đồ lấy nha. Ngọc dù được mấy. Ồ, văn tin của thì khâu khả lô. Khâu khả lô, tô chuyển dạy mà nữa. Chú ấy là quyết khâu rồi á. Khâu bảo mê đấy nữa. Thế này chỉ khâu làm một tiền đấy nữa. Làng bắt tên này lê ảm nó mới mặc khá khâu ở đây. Cháu mặc còn thằng nhai à? Làm mặc bán luôn. Chủ cho tốt tốt bài. Làm ở đây. Khâu ở đây đâu tay xoong, nếu thỏa bán nó bị na nữa nè. Mặc tay xoong lên tay chủ. Ủa đây này, thùm ở đây, tôi mới mặc khá khâu ở đây. Ảm nó này bố mai chủ má sao mai cho tóc thì tao có ra nạt tứ nữa. Ừ. Cả đàn nó. Không lò, ống nhựa em lăn ở trên đây xuống ấy. Nó bọn em ống nhựa nó còn nhẹ, bây giờ là xi măng với lại gạch mới là vấn đề đấy. Chắc phần điều nó chắc phải tầm khoảng 2 tuần. 2 tuần á? Cái đấy đấy. Bây giờ chú ứng nhựa từ 2 tuần, nhưng mà đến lúc làm ấy thì mới biết kết quả được mà. Có ngày mình làm hăng thì nó hết sớm, ngày mà không làm hăng thì nó hết muộn, thì chậm. Chở từ trên xuống có chở được nhiều máy đâu. Vâng. Chắc một xe máy thì nó chở từ trên xuống. Thế là xi tầm được 2 bao không? Xi thì 2 bao thì cũng chưa chắc. Bởi vì cũng cho trời mưa không nữa, nếu mà không mưa thì chắc 2 bao là được. Nếu mà thời tiết như này là 2 bao được nhỉ? Ừ. Nó vẫn phải sửa đường một bùa nữa. Thế là sửa đường à? Ừ. Rồi anh bảo chở được 2 bao, mai kia đi chở nó lại không được 2 bao. Ừ. Bây giờ anh bảo chở được 1 bao, biết đâu mai kia vui vui lại chở được 3 bao. Không lại thế nhỉ? Thằng đấy bé tí có ai làm đâu. Ngày xưa mới nhà chú có xe thì gia đình 6-7 người khác. Khác đào à? Khác đào thôi, bây giờ đi đào trước có ai. Nhưng mà thế bảo không lo là đường trên kia là sắp đào rồi mà, tôi vẫn chưa đào à?
đường kia thì nó cũng không phải xuống đường này. Đấy, nó lại qua đi đường bên kia là đi. Nó qua đường bên kia nhỉ? Ờ. Nhưng mà chắc chắn rồi, ở bên kia thì nó ra ra quả đồi về thì nó nhiều nhà hơn. Đúng rồi, nó tiện hai đuổi. Đấy. Ngày xưa thì mỗi nhà chú có thì đào từ đây xuống đến đây. Ủa, khóc rồi đẹp, nó phâu lại phát đàn khóc hả? Mình hình ảnh đến đây nhà nhà. Ờ. Đúng đào được một tuần. Một tuần. Phâu lại phát đàn mà khóc. Có cả hai chị nữa, hai chị hay là chị dâu nữa. Họ về, họ bên kia về giúp máy như thế đào được một tuần. Anh em mình lên trên đúng nước rồi nhỉ, bây giờ ấy. Đấy, bây giờ chỉ gọi là đào xong định hình cái như thế các bác, hôm nay chỉ gọi là làm đào khởi công qua thôi. Chứ bây giờ mà đào là thành quá thì xong sợ rằng là đến lúc mà làm ấy thì trong lại những cái hố này các bác, những cái khe này lại đầy nước. Bây giờ vận chuyển vật liệu thì chắc đâu đó phải tầm hơn tuần nữa. Không vận chuyển vật liệu này mày hơn một cây số. Hơn một cây số. Một cây số và đường chim bay thì đúng là nhưng mà đường chim bay thì nó cũng có thể là một cây số không, nhưng mà đi đường vòng này nó phải hơn cây số một tí. Ông ấy đang ra cái đun nước, muốn nước này ông còn đun nước là gì nhỉ? Cái dây kia ông cũng cất đi là tí mạnh tưởng là để cho em chơi đấy. Còn cái dây đã kéo thì nó cũng nhà thì hơi thấp nhỉ, hai vòng nhỉ. Mày không gáy. Đây có chú nước không chú? Đây hôm qua mua cả bóng điện xuống luôn à? Cả bóng điện rồi, để cho ông thắp ban đêm ấy. Này à, nóng nóng chắc phải là tí quạt rồi nhỉ? Ừ. Không à, có cái quạt nữa thì mấy hôm vào đây làm thì. Vừa rồi chú cũng đi làm trên này làm cái nhà vệ sinh với là có đông một cái cũng toàn chỉ có thì cả đang say ấy, hơi nóng quá không làm được, chỉ có cái quạt đi theo thôi. Quạt cứ vào cũng trường cứ mang cái quạt đi theo mà để mà làm, không là không vừa say lại vừa bật quạt lên à? Bởi vì là mình say 7 phút ấy thì nó không có gió. Mai kia bảo lực nó đầu tư cho muốn ông thợ mới quạt đi theo. Mỗi người quạt mất xương người nhỉ? Mỗi người mới quạt đi theo. Nếu mà mình dùng cái quạt để áo kia thì vẫn sử dụng được ấy nhỉ? Quạt áo á? Thấy người ta quảng cáo trên trên TikTok rồi à? Ta gọi là áo điều hòa ấy. Áo điều hòa ấy. Nói. Gì nó là gì? Nhưng mà cái đấy thì đúng nó đó. Chỉ có mỗi người nó sử dụng được một cái thôi. Còn nếu mà mình lấy cái quạt có to ấy, to. Như mình làm cái nhà đấy, để một đầu. Với là lúc là mình hôm nào mua cái quạt công nghiệp vào một cái được rồi. Thôi. Thôi thích nhỉ anh em. Cái này mà 1,2 triệu ấy. Hơn triệu ấy. Không được đâu. Hơn triệu tầm độ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đấy, thưa cô bác, hôm nay thì chọn được cái ngày đẹp rồi, cho nên là mấy anh em thợ cũng đi xuống cái này khởi công một chút cô bác ạ. Ông thì đang hình như là đang nấu cơm ở bên kia sao cô bác ạ. Vừa rồi mấy anh thợ còn để cái thước quyền ở đây này. Cũng cất đi là tí về đúng là đồ chơi cho mạnh luôn. Cắt đi hiện tại là mấy anh thợ là lấy như thế trước đã cô bác ạ. Để bao giờ mà lấy vận chuyển
vận chuyển gạch này, sắt này, xi này vào nữa, mà anh em thợ là tiếp tục là đi vào làm. Vào làm rồi thì thiếu vậy, mà anh em thợ sẽ lấy xong. Nhưng mà ở đây là chắc chắn là chưa có đủ đâu các bác. Ông à, cất à, cái này cho thợ ông nhé. Ông đang làm gì đấy? Cơm. Ăn nấu cơm rồi à? Thử đi ạ. Thợ đi rồi ông ạ. Làm cơm có thù cái gì? Nấu cơm cho thợ á? Thế bảo thợ là đi đi làm đi đám ma đâu mà ông có đi không? Ông có đi chứ. Ông cũng đi à? Ồ. Ở trên kia cắm điện chưa ông? Cắm rồi. Cắm rồi à? À thế là có điện rồi đấy. Ông ơi, ông làm nào mà chống cho nó cao cao lên một chút ông ạ? Đấy. Chứ không là để tránh trường hợp là mạnh lên đây là có thể là mạnh dùng cây vụt thì nó bị đứt cái phần vỏ này là giật là rất là nguy hiểm đấy. Đây có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Đức cũng xin được là kết thúc ở đây thôi các bác. Đấy vừa rồi thì mấy anh em thợ đo như đo nhà ấy và đào cái phần nền như thế nào thì cháu Đức cũng đã ghi hình rồi, các bác cũng biết rồi. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Xin chào các anh các chị. Thank you.